Hai sao bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Khúc dạo tối thượng chắc chắn là cái ngon nhất rồi, không thể chê vô đâu được. Tướng nâng cấp này thì đâu có gì đâu, bình thường một tiền hai sao chăn tua. Tụi huyền thoại cỡ bự nhiều máu để làm gì, đúng không? Nhiều máu để làm gì? Nhiều máu để làm 115 máu kéo dài trận đấu cũng được, trừ khi là đi thần tài thôi. Đi thần tài mới thích huyền thoại cỡ bự thôi, nhưng mà thật ra là bây giờ nếu mà đi thần tài người ta cũng ít có lấy cái này lắm, tại vì năm thần tài nó hồi máu à, nhưng mà năm thần tài hồi hơi ít máu nha, hai máu là hơi ít thật sự nha. Nếu như mà nhiều thêm chút xíu nữa thì ngon à, chứ còn không thì nó hơi ít thiệt. Rồi xong luôn, huyền thoại cỡ bự luôn, ăn cứt luôn rồi. Ai thôi, cái trận đấu này nó sẽ kéo dài mãi mãi luôn đó. Ok. Chà, để coi coi. Thí dụ giống như là hình như là mình nghe nói là ngày mai là update bản tối mai tối mai là update bản 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 cái gì quên rồi, mùa 22 rồi. Để coi thử, để coi thử coi nó như thế nào. Ok, cặp cặp lên được hai sao thì tốt quá nha. Giai đoạn đầu là lên được hai con hai sao thì thôi bỏ tay luôn. Có cái đó là khỏi phải bàn. Với cái vấn đề là sao nó đép máu. Cái giai đoạn đầu mình không có cần thắng nhiều máu nha, mình giữ máu càng nhiều càng tốt là ok, không có cần phải thắng nhiều. Giữ máu tại sao? Giữ máu nhiều á là nó quan trọng ở chỗ là về cuối chúng ta có thể nào bắt lại được hay không. Nhiều khi bài bạn mạnh á, bài bạn về cuối mạnh á, như bạn bạn còn có mấy máu bạn thua cái là bạn đi luôn thì cũng như không, đúng không? Nhưng mà giai đoạn đầu này á không cần thắng nhưng mà cần ít máu, thua cũng phải ít máu thôi, thua cũng tốt nữa. Tại sao? Có chuỗi thua cũng tốt nữa. Chuỗi thua thì phải từ cao 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 nó chút xíu, mà thắng thì tốt hơn, nhưng mà thua thì cũng ráng có thua ít máu thôi đó. Nhưng mà cái trận này thì thoải mái đi, có thêm 15 máu thì tha hồ thua. Chủ yếu là nói vậy thôi, chủ yếu là cái trận này thôi. Tha hồ mà thua. Tiếp sức à, ui này ngon, cái tiếp sức hết sức luôn, trời ơi, vé kim cương nữa, quá ngon rồi. Ây da, game lỗi rồi, má game lỗi thiệt luôn á, nó bị mất ấn hết trơn rồi, còn con cái giữa à, what the fuck, game như cứt vậy trời. Mấy cái tiếp sức với lại cái vé kim cương mất tiêu luôn, cay thật. Đất cơ game gì ảo thật luôn á nha, cái này không được rồi. Làm game Riot làm game 100 năm gì mà game lỗi phải không? Bạn thấy game lỗi rõ ràng không? Nó mất tiêu hai bên còn có cái chính giữa không à? Sợ thiệt. Ảo thế thôi, nhưng bây giờ nó bắt mình chọn thì giờ sao giờ bạn, đúng không? Mất hai cái hai bên đâu có chọn được đâu, phải chọn cái chính giữa thôi. Chịu luôn, lần nào cũng vậy luôn á, lần nào cũng vậy luôn, lâu lâu có là nó bị, lâu lâu có là nó bị à. Đau thật. Ok, bây giờ thì thua thôi chứ sao nữa nhờ. Bây giờ cái này bây giờ quan trọng nè, bây giờ cái dây quan trọng là bây giờ thua làm sao cho nó ít máu nhất có thể nè. Rồi ok. Pha này lên 2 luôn, chút nữa lên 4 là để còn 2 tiền vô nữa, ngon. Rồi ui ui vậy mà đúng nha. Vô cái trận này mình lại có cái quyền thoại cỡ bự nữa, 115 máu nữa. Ui như lại khớp quá chứ. Lại quá khớp đi chứ, được. Vậy tao chịu á, được mấy cái trận vậy ok nè. Mấy trận này là quyền thoại cỡ bự là hợp lý nè. Thua cũng nó cũng đỡ đỡ sốt ruột phải không? Thua cũng đỡ sốt ruột hơn mấy cái trận khác. Mấy cái trận khác nhiều khi nó sốt ruột lắm bạn ơi, thua vô mà tầm tầm mà còn một hai hiệp nữa mà nó thấy mà hết máu mà nó chưa kịp nổ hũ là thấy hơi căng ha. Nhưng mà mấy cái trận như vậy thì nó đỡ sốt ruột hơn nhiều. Nó đỡ nôn hơn nhiều, nó khỏe hơn. Nó khỏe khỏe hơn liền. Được chịu. Ui thằng này nó có what the fuck, nó có song đấu rồi có. Ui nhưng mà không ngon, thằng nó không ngon nha. Cái cột đó nói chung là cũng tạm thôi chứ không ngon lắm. Song đấu hiền giả nghe nó cũng được đó, tại vì nếu mà song đấu hiền giả bạn có thể dẫn đi song đấu được, tại vì chút nữa bạn kẹp thêm Long Dương là nó có hiền giả sẵn luôn, là bạn có hai hiền giả luôn. Nhưng mà không cũng được thôi chứ còn không không ngon lắm.
Rồi, ôi giờ 4 à, 4 được nha. Nếu mà 4 thì khoảng chừng 20 mười mấy điểm. À mười mấy điểm xong rồi. Hai phát nữa là ngon nha bạn. Hai phát nữa là ngon, 4 2 4 2 là nó sẽ rơi vô đâu tầm 30 điểm, ba mươi mấy điểm. Ba mấy điểm đó là có thể nổ ra sách ấn. Trời đất ơi. Sách ấn mà đột nhiên cái nó cho thêm một cái ấn thần tài nữa thì chà. Thơm phức liền. Thơm phân phức liền đúng không? Được. Rồi, không mà chưa ngon bạn, cái đó chưa ngon là bạn biết sao, nó có những cái thể loại mà nó có ngon hơn nữa. Vô có nó cho cọc hai ấn. À vô nó cái cho nó vô cho con người đá, à, người đá hai ba ấn, người đá ba ấn đi. Người đá ba ấn vô có ấn thần tài trong đó. Vô bích được cái cọc hai ấn nữa, một ấn thần tài nữa, vô chọn được một cái lõi thần tài nữa, ba ấn thần tài vô mồm luôn. Vừa vô thôi là tới khoảng chừng 3.2 thôi là ba ấn thần tài luôn, xong luôn. À, xong luôn. Cuộc chơi chấm dứt luôn mà thấy không? Cái đó là nguyên một cái lobby dành nhau ở top 2. Hai ấn thần tài thôi là mình đã đè đầu cửa cổ người ta rồi, chứ đừng nói chi là ba ấn thần tài. Vô mà cầm được ba ấn thần tài thì xin lỗi, tụi bay quỳ. Quỳ xuống. Ok không? Lúc đó là nổ liên tục, mà chắc chắn là chỉ cần 7 thần tài thôi là nổ bùm 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 luôn thì chịu gì nổi. À, khứa nào chịu nổi mà nổ càng ngày cái điểm nó càng lên. À, nổ hũ càng ngày càng ngon. Thôi thì thua. Thế thì thua luôn. Ừ, cái đó chịu cho bạn. Hết hết cứu, hết cứu. Rồi. Ok, mua luôn. Bây giờ 4 rồi, giờ để vô cỡ này nếu mà được thì thêm một con Timo nữa là chúng ta sẽ có 5 thần tài. 5 thần tài thì chúng ta sẽ có cái hồi máu. Hồi máu thì nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn 102 máu, chưa phải là quá tệ. À, tạm ổn, tạm ổn. Vẫn có thể chấp nhận được, tại vì có cái này sẽ ngon chút xíu. 5 thần tài là nó hồi máu lại từ từ, mặc dù ít thôi, nhưng mà nó cũng giúp cho mình sống được lâu hơn chút xíu. À, sống là lâu hơn chút xíu, cái đó có thể tích thêm được số điểm. Mà mình nghĩ bây giờ nếu như mà 5 thần tài thì mình nghĩ nổ hũ nào cho nó ngon thôi. À, trừ nổ hũ 250 điểm thì chắc chắn là ngon rồi, nhưng mà 5 thần tài mà thua tới 250 điểm thì mình nghĩ đó là vô lý. Không có lý do gì mà bạn 5 thần tài bạn nổ hũ 250 điểm mà bạn không chết. Nghe xạo dữ lắm bạn ơi. Cho nên mình nghĩ là bây giờ nếu mà trừ khi là đi được 7 thần tài thì 250 mới được, chứ còn không á thì mình nghĩ là khoảng đổ lại thôi. À, đổ lại cố gắng. Bây giờ nếu mà được á, may mắn một cái là mình cho nổ hũ 30. À, nổ hũ 30 điểm trước. Nổ một phát ra sách ấn thì quá tốt, là lúc đó là 7 thần tài rồi. Còn nếu như ơi ra sách ấn rồi biết đâu ra ra được 7 thần tài. Nếu mà không có thì chúng ta nổ hũ 100. Đó. Còn nếu mà có ấn thần tài á, thì nổ hũ tới tùy. Nhưng mà sách ấn chưa chắc gì nó đã ra sách ấn nữa. À, cũng hên xui lắm bạn ơi. Cái bài bài thần tài thì nó hên xui lắm, không có cái gì là chắc chắn á. 30 điểm chưa chắc gì đã ra sách ấn, mà ra sách ấn chưa chắc gì đã ra ấn thần tài. À, nhưng mà bây giờ có được 30 điểm hay không mới là vấn đề nè, thường thường là nó qua luôn cái mốc đó. Rồi mình hay bị vậy lắm luôn bạn, mình qua luôn cái mốc đó là 30 luôn à. Mình đẩy phát là tới 40 điểm mẹ luôn, còn đâu nữa mà muốn có sách ấn thì chỉ từ 30 tới 39 thôi nha bạn. Không được lọt qua 40. 40 là cái phần thưởng nó khác rồi. Muốn có sách ấn là từ 30 tới 39, pha đó mà nổ được nổ luôn. Nổ luôn để gọi là sao, nếu như mà có được thần ấn thần tài á thì cuộc đời bạn nó sang trang luôn. À, nó sang trang mới luôn. Chứ bây giờ mà tới nữa thì cũng được thôi, nhưng mà pha đó nếu như mà mình mà rớt vô một cái lượt mình 30 điểm á, thì mình sẽ nổ hũ luôn, nổ hũ pha đó luôn. Nếu được thì chúng ta chơi 7 thần tài, còn nếu không được thì chúng ta làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu cũng nhanh thôi à, không có là chậm đâu. Mình nghĩ là nếu như mà bạn có 5 thần tài thì bạn vẫn sống được tới 100 điểm, 100 số thì cũng ok, cũng được tạm. Nhưng mà 100 số thì nó hơi mất dạy ở chỗ là nhiều khi nó ra những cái con bài nó khá ngon, còn 100 số mà nó ra năm ba cái ấn Long Vương thì cũng hơi khó đó. Ba cái ấn Long Vương đó mà nó có cái reroll nó thì nó lại quá tuyệt vời luôn. Ờ.
Ok, lên luôn 2 sao cho nó cứng hẳn đằng trước, bây giờ đằng sau nó cũng thiếu đam, đằng trước nó cũng thiếu tăng. Đừng hỏi tại sao nó thua liên tiếp, giờ phải thua chứ sao giờ, nó bây giờ có 5 thần tài, nó đỡ ở chỗ là sao? Nó sẽ hồi máu lại chút đỉnh, nó sẽ cản cái bước mà mình tuột máu nhiều. Nhưng mà 3.2 này nếu mà ngon nhất thì cho tao một cái cọc. Nếu như mà cái cọc này mà có ấn thần tài thì tao xin lỗi luôn nha, top này là top 1 là rõ. Pha này mà nó pha đó mà bây giờ mà có cái cọc nữa thì thôi quỷ diệt. Pha này mà có cái cọc nữa là quỷ diệt liền, không có nói nhiều. Ui da, căng nha. Ui da, đau thế. Tính ra bài mình cũng lên 2 sao dữ lắm đó chứ, nhưng mà nó lại không đép được, mất máu hơi nhiều pha này. 21 số rồi giờ chắc không. Bây giờ mà nổ hũ 2 thì nổ số 2 thì may ra thì nó mới nằm ở tầm 30. Chứ bây giờ mà số cao hơn 2 là có vẻ như không được rồi đó. Xong đấu à, không có xong đấu gì ở đây hết. Cái cọc đi, cọc 3 này là cọc kim cương, là cọc 3 ấn nè. Tỷ lệ ra thần tài là có nè. Khổng lồ tí hon, ui cái này ngon. Hai mà một hả? Rồi thôi lấy khổng lồ đi, hồi máu cho nó sướng. Cái lấy khổng lồ hồi máu cho nó sướng, thử vận hai số. Sáu luôn. Sáu thì cút rồi. Sáu thì cút rồi. Ôi cha, có khổng lồ này nữa thì nó làm cho mình mỗi mỗi lần mỗi hiệp như vậy mình sẽ hồi được bốn máu, gặp người chơi thì mình sẽ hồi được bốn máu thì cũng được rồi. Bốn máu thì nói gì nữa, bốn máu là chắc chắn là ngon rồi. Sáu số luôn à, nhiều khi cái số cao cũng hơi hơi ớn mà không. Nhiều khi cái số cao cũng hơi cũng ấy lắm, cũng cũng hơi ớn ớn, nhưng mà thôi giờ sợ phải chịu thôi, giờ cái số đó nó hên xui mà đâu đâu có quyết được đâu. Nó phải chứ, hai số là pha này, cái nữa là ba mươi mấy điểm là mình ngon rồi. Là hợp lý luôn rồi đó, là coi như là biết đâu được ra thêm ấn thần tài, ra được sách ấn, ra biết ra được sách ấn thì biết đâu ra được ấn thần tài thì nó lại quá ghê. Ui chà, mấy tụi này nó toàn là quái dân không. Rồi tao nổ bây giờ, nếu mà được bây giờ mình nổ cao lắm thì máu này với lại cái lượng hồi máu này thì mình nếu mà mình đép gọi kỹ kỹ chút xíu á thì cũng phải hơn trăm số, hơn 130 số á, cũng được. Nếu mà 130 số thì theo mình nhớ là như móc thần tài á, là nó 330 số là cái gì quên rồi ta, mình 25% là nó có cái không phải 30% là ra một con 5 tiền 2 sao. Với lại hình như là có một cái gì đó, nó sẽ cho thêm đồ thì phải, nhớ hình nhớ không lầm là vậy, nhưng mà đa phần là cho thêm vương miện. 130 số là đa phần nó cho vương miện, tại vì nó 40% nó ra hai cái vương miện là cho bạn thêm hai slot nữa. Ra hai slot với lại hai con tướng 3 tiền 3 sao cũng ngon. Cũng ngon. Ok. Nếu mà thua thêm, nếu mà móc 130 mà thua thêm thì qua khỏi 130 là nó thành, qua khỏi số 130 là nó sẽ thành 175. Nếu mà 175 thì nó sẽ có thêm, nhưng mà 175 mà tính ra nó ngon nhất là bạn biết sao, nó cho tướng 2 tiền. 2 tiền 2 sao nó sẽ cho một đống, không phải một đống tướng 2 tiền 2 sao mà một đống hai con tướng 5 tiền. 20 cái móc thần tài thì nhiều khi những cái móc lẻ lẻ đó nó cũng ngon lắm, giống như là cái gì lên tối đa, lên cấp tối đa xong rồi cho bạn xoay thoải mái,
Là lên level 10 xong cho bạn xây múc mùa lệ thủy luôn, muốn xây gì đó xoay cũng cũng căng đúng không, nghe nghe cũng căng đấy chứ. Lên level 10 mà cho xoay nhiêu đó xoay thì mình nói thiệt mình xoay tới 5 tiền luôn á, chủ yếu là có tiền để mua hay không thôi, đúng không? Cái đó là cũng ghê rồi đó. Nhưng mà để coi coi, để coi bây giờ nổ hũ nào đây này, chút xíu nữa phải 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 tới đó mới biết được. Bây giờ thì tiếp tục thua, cố gắng thua làm sao mất ít máu nhất thôi, để kéo cái trận đấu nó dài ra thêm. Kéo cái trận đấu nó dài ra thêm. Và 200 cái mốc mà 200 175 á, là nó là cái mốc cuối sau cái áp gọi là kế cuối rồi, cái mốc cuối là 250 đó. Cái mốc cuối 250 á, là nó tới công chuyện nha mày. Cái mốc cuối 250 là nó tới công chuyện luôn á. Chắc chắn luôn là bạn sẽ có 250 thì không còn lý do gì. Là một á, là nó sẽ cho bạn một cái món quà bí ẩn. Món quà bí ẩn này thì nó cực kỳ là bá đạo luôn. Và một con gì một con tướng 5 tiền 3 sao. Một hai con, hai con chứ đúng rồi, lần trước mình có nổ một lần là hai con tướng 5 tiền 3 sao. Hai con tướng 5 tiền 3 sao thì vô đây ta đập vô cái đầu tụi này giống như là cá trê vậy đó chứ. Chứ giờ vô mình đập vô cái đầu tụi này thì khác nào là mình đập con cá đâu, cá lóc luôn nha, đúng không? Mà hai con 5 tướng 3 tệ, quên, hai con tướng 5 tiền 3 sao thì hơi ác. Mà thua hơi đau nha. Thua hơi đau nha. Đau đấy. Ok. 65 điểm rồi. Ui, nhưng mà nó nếu mà nó qua cái mốc Long Dương thì sao nhỉ? Bây giờ này từ từ để mình coi coi bây giờ nổ cái mốc nào nó sẽ ngon nhất. Và mình vừa sức thôi, bây giờ mình 60 máu mình vẫn có thể thua thêm được nhiều đấy chứ. 55 hả? 55 máu. Ui, có Long Dương luôn nè. Ok, nếu như mà mình thua nữa thì vẫn có thể thua nữa bình thường thôi, có sao đâu. Mình phải thua thêm được con này, phải thua thêm được 5 6 hiệp nữa. Nếu như mà đúng theo kiểu là bây giờ á thì mình phải thua được 5 6 hiệp nữa thì mình mới có thể có cửa là chết. Nhưng mà bạn nên nhớ là mình mỗi hiệp mà gặp người á là mình sẽ hồi lại 4 máu. 5 6 hiệp thì nó cũng phải rơi vào đâu đó nó hồi lại cho mình 24 máu hoặc 20 máu. Thì 20 máu đó thì nó cũng phải cho mình thua thêm khoảng 1 2 hiệp nữa. Đó, phải không? Một hai hiệp thì nó cũng phải rớt vô cho mình 8 máu nữa đó. 8 máu đó thì không cứu được một mạng rồi, nhưng mà có thể nó sẽ giúp cho mình thêm thêm được một hai lượt gì đó, tùy tùy tình huống là mình thua bao nhiêu máu một lượt thôi. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng là đi sát nhất có thể, sát nhất có thể, hoặc là đi đến một cái mốc mà mình ưng ý nhất có thể để mình nổ luôn cái hũ này thử coi nó ra cái gì. Còn nếu mà nổ hũ bây giờ, nổ hũ lớn như vậy rồi á, thì nổ một phát thôi chứ còn gồng lại nữa không được đâu. Nổ một phát này là mình chuyển bài luôn, nổ phát này mình chuyển bài luôn để mình chơi luôn. Lúc mình nổ 5 tiền 3 sao thì nó hơi quá, tại vì 250 số thì bây giờ 59 máu không đáp nổi. 250 số mình nghĩ chỉ có 7 thần tài thôi, chỉ có 7 thần tài thôi chứ không có lý do gì mà bạn nổ được hết đó. Ok, 81 vẫn ổn. Thua thêm cái nữa là ôi chết, một thua cái thêm cái nữa hơn 95 rồi. Hơn 95 vậy thôi đi móc 130 hả? Cũng được quá nhỉ. Không, nhưng mà hình như nằm ở giữa giữa là nó random hay sao? Mà móc móc trên hoặc móc dưới thôi. Thôi Panora nè. Ôi Panora nè. Tại bạn biết sao Panora này ngon không? Nè, bây giờ mình thử nghĩ chứ nào. Ví dụ như mình lấy Pandora đi, xong mình nổ được hũ một được ba cái ấn Long Dương, mình nổ hũ được ba cái ấn Long Dương thì sao? Thì cái Pandora này nó sẽ roll cho mình ba cái ấn Long Dương đó. Không lý nào ba cái roll một phát mà nó lại không ra thần tài trong đó, mà có ra thần tài thì rõ ràng ba ấn Long Dương mà thành ba cái ấn thần tài thì thôi. Thì thôi, đem ngai vàng tới đây. Ui mà thiệt mà, cái pha này roll 100 điểm luôn rồi, còn gì nữa. Vậy thì qua mốc 95 rồi. Mà chưa tới mốc 130 thì sao? Tại vì 130 là nó phải 130 may mắn lận. Còn mốc 95 trở lên á thì nó là cái tính là cái mốc 95 đúng không?
theo theo mình nghĩ là vậy, tại vì mốc 95 là phải qua mốc 95, phải qua cái số 95 nó mới tính là cái quà đó. À, còn mốc 130 thì phải qua số 130 chứ, đúng không? Ừ, hình như vậy, hình như vậy. Để coi bây giờ 100 điểm chắc là nổ luôn. Nổ ba ấn Long Dương. Ok. Nổ ba ấn Long Dương cho tao. Này mà pha này nổ ba ấn Long Dương mình còn 36 máu thì để cho nó roll thoải mái. À, roll thoải mái lúc đó mình bỏ thần tài bắt đầu đi mà mình giữ máu được là cũng khỏe rồi. 100 điểm nổ luôn. Nổ luôn. Xóa tiền. Rồi để coi nó ra cái gì. À đâu, 5 tiền 2 sao hả? Không có ấn Long Dương nào cả. Rồi hai cái cọc. Cái what the fuck gì vậy trời, hai cái cọc. Oh my god, được quá trời luôn nha. Nhưng mà không có ấn Long Dương, su dữ trời. Ồ, tính đi 7 dân tài mà không được. Nhưng mà pha này nếu như mà đi như vậy thì chúng ta sẽ có mình sẽ có thêm tiền, mình sẽ tháo ra thôi. Ok không? À, nếu mà được thì bây giờ ok luôn á. À, nếu bây giờ được thì bây giờ có thể thắng luôn, thắng lại luôn. Tại vì setup bây giờ 5 tiền 2 sao mà con set này thì sao? Con set này đi đồ hình gì nó ngon ta? Nếu mà set này thì cảnh vệ, nhưng mà bây giờ cảnh vệ nó cơ bản là nó không có đi. Nếu như bọn set bây giờ đi cao cường. Đúng vậy rồi. Đi cao cường, team mình có sẵn 2 cao cường rồi. À, team mình có sẵn 2 cao cường rồi cho nên bây giờ đi thêm cao cường nữa là con set này hợp lý. À, với lại tiền bạc mình có sẵn cho nên là cơ bản là chúng ta không cần phải quan tâm. Được đấy chứ. Lắp đầy đi chợ một cái tướng 4 tiền. Morgana. Ui ngon, con Morgana ngon. Tại vì con Morgana này hình như là cũng có cao cường. Đúng rồi, hồi nãy mình nhớ là vậy. À, nếu mà lấy Morgana bây giờ thì có chứ nữa mình đi Long Dương thì nó có thể kích thêm hiền giả. Mà con Morgana này thì đam nó cũng tốt nữa. Ừ, nói chung là con Morgana là hợp lý rồi. Giờ đi cảnh vệ thôi, không đi cảnh vệ đâu. Set 2 thì bây giờ đưa đồ cho set đi. À, đưa đồ cho set xong cầm cái đồ đó. Còn cái ấn thần tài này roll cho mình cái một cái Long Dương đi. À, rồi cái ấn thần tài này roll cho mình một cái Long Dương là được. Rồi xong đấu, what the fuck, xóa tiền luôn. Xóa tiền. Timo nè, Morgana nè. Đó 6 số luôn, hay thật sự luôn. Cút luôn. Cút luôn. Cút là rõ. Rồi bây giờ con set này mà giờ cầm cái hút máu ánh sáng hả? Oh my god, vậy ngon quá ta. À, tính ra là ok lắm luôn á chứ. Đâu có giỡn bạn đúng không? Được, nghe hay đấy. Bây giờ set thì vô cầm đồ cơ bản thôi, hút máu ánh sáng là có rồi, xong rồi thêm quyền năng khổng lồ, thêm một cái nắm đấm nữa là xong. Hợp lý, rồi bây giờ chúng ta setup cao cường thôi. Morgana nè, thấy không? Christina nè, đó là nó đủ luôn. Mình có hai cao cường rồi, bây giờ chỉ cần để Morgana vô là lấy ba cao cường hợp lý. Năm cao cường luôn, để đi chơi là bây giờ phải black năm cao cường luôn chứ giờ sao giờ? Không nổ cái ấn thần tài này cũng được. Có con năm tiền hai sao cho hai cái cọc trâu chứ, hai cái cọc ánh sáng nha. Trời đất coi mẹ ơi luôn á, à, hợp lý. Ok, bàn tay công lý nè, xong rồi vô quyền năng khổng lồ nữa là đẹp. Đó, vô quyền năng khổng lồ nữa là ok liền. Rồi. Đưa đại con này đi. Rồi, hợp lý chưa? Bây giờ phải setup sau lên 9. À, setup sau đó lên 9 để thêm đồ vô, rồi chuẩn bị lấy 5 cao cường. À, thần tài thì bây giờ bỏ cũng được nữa. À, thần tài bỏ cũng được, bây giờ lấy đưa vô lấy ở Long Dương. Đấy. Nó lại quá được đi chứ. À, lại quá được đi chứ. Ui cha, Long Dương này thì cũng cứng đấy chứ. Nhưng mà bây giờ cái roll cái đồng tiền nè, roll cái đồng tiền nó thành cái Long Dương nữa là tuyệt. Ba Long Dương. Ý ô, khoan đã. Nếu như vậy thì thôi Long Dương cũng được, hoặc hiền giả cũng hay. Hiền giả cũng hay, đằng trước có thêm hút máu, con set cầm thêm hút máu cũng lợi thế. Ơi dậm nè, sợ chưa, set nó gánh hết. Bây giờ lên 9, mình lên 10 luôn, pha này mình lên 10 luôn, mình dư tiền mà. Mình dư tiền, đội hình mình đang đép được, mình không có lý do gì mà mình phải sợ đó. Dư tiền, ôi cho khổng lồ, cút mẹ đi. Đúng rồi, để con này vô, ba cao cường liền.
cứng ngắc liền. Ba cao cường mà level 9 này thì nó cộng hơi bị nhiều sát thương luôn. 16%, what the fuck? Đỉnh. Vậy thì 5 cao cường luôn nha. Ờ, 5 cao cường luôn nghe các bạn hay. Ok, ôi da. Ôi da, mấy con này lại không dùng nữa chứ. Trời ấn tử thần, què gì vậy ta, Long Dương đi. Ờ, Long Dương đi, hoặc là nếu không thì Quý Nhân, ừ không nhưng mà Quý Nhân mình setup được. Tại Quý Nhân là mình có con Riven là mình để vô là có Quý Nhân rồi. Đó, ok. Chà, bây giờ bài này giờ đưa đồ cho Morgana là hợp lý nè. Nè, bây giờ đưa đồ cho Morgana là hợp lý. Morgana 2 với 5 cao cường thì xin lỗi, Morgana 2 nó rút máu thì má ơi luôn. À, hai cái cột nhìn đã nha. Hai cột trâu ác ấy chứ bộ giỡn hả? À, tính ra hai cột trâu ghê đấy chứ chẳng đùa đâu. Nắm lên, dậm xuống nè. Ôi sát thương. Quá đã. Cái nữa em ơi, nắm lên. Nắm lên, dậm xuống nè, sợ chưa, hút máu vô là thôi. Bê nhè luôn. Trời ơi, đây nè, gấu nè, gấu nè. Gấu tôi nắm đầu gấu lên nè. Ôi, chưa kịp nắm đầu nữa là gấu đi rồi. Hay quá, lên 10 luôn bạn ơi. Pha này mình lên 10 luôn. Ờ, pha này lên 10 luôn, xoay 5 tiền với 4 tiền luôn. Bây giờ chơi theo kiểu dạng Black 5 tiền, 4 tiền thì thôi thoải mái luôn. Bây giờ là mình có bây giờ như vậy thì để đây từ từ kéo vô đây là nó sẽ có thêm cái sứ sử gia. Ok không? Để đây nữa, đúng rồi, nghe ngon chưa? Lên level 10 để con thêm con Alun vô nữa là đủ. Ai à, có Alun luôn mà mất Long Dương. À, mất Long Dương thì cũng không ngon nhưng mà 5 cao cường thì nó khỏe lắm. 5 cao cường thì ok. Nắm đầu, nắm đầu, nắm đầu, nhảy lên. Nhảy lên, trời ơi, nắm đầu mẹ ơi, nắm đầu. Đá tới tấp, đúng rồi. Ok, ok. Oh shit, chập hụt. Ôi, con Yre, mẹ con Yre nó đau. Yre hai đồ mà hai cuồng đao, một cuồng đao ánh sáng nữa chứ. Tốc độ nó nhanh, nó bào máu, đâu phải đạn. Ôi giời, thôi thôi, tha tao. Cái này phải lên 10 để Long Dương vô. Nếu mà được thì sao, Long Dương này phải Long Dương là con DNA mới ngon. Tại sao? Nó có hiền giả luôn. Ờ, nó có hiền giả luôn. Còn pha này là con Long Dương, này là con Long Dương. Chỉ có cái Long Dương thôi, không có cái gì khác hết á. Được. Nếu vậy thì mình phải lấy con DNA để vô. Rồi tạm thời, ừ ha. Chưa kích được Quý Nhân nữa. 36 máu, được đấy chứ. Ờ, trời. Đúng rồi, kéo lên, nắm đầu, đá nó. Đá nó, trời ơi. Được chưa, có Long Dương level 10, cái nó khác liền, mà thấy chưa. Khác liền. Sao, sao, sao. Hổng hả, hổng hào hả. Giật cái đầu mày xuống liền, bẻ cái đầu mày luôn. Ba mươi bảy phần trăm sát thương hả, ghê vậy trời. À, đồ đạt đất gì đây, trời ơi, đồ này hơi ấy nha bro. À, đồ này hơi ấy nha, bây giờ không biết chọn cái đồ nào đây chứ thật sự luôn. Bây giờ nếu được giáp lửa, được giáp lửa cho nó đỡ, nó bớt đi cái bên kia chút xíu. Thế bây cũng đưa thì cũng đưa cho Garen thôi, tại vì Garen nó kích được cảnh vệ. À, Garen nó kích được cảnh vệ với lại con sét cho nên mình còn để, chứ không nãy giờ mình thay Galio lâu rồi. À, chứ không nãy giờ thay Galio lâu rồi nhưng mà giờ thay làm thay làm gì, nó mất cảnh vệ đi, đấu sĩ đi, nó carry mình nó phải có búp kìa, chứ còn đấu sĩ không ăn thua. À, rồi bây giờ xoay nè, bây giờ 37 tiền xoay nó chất lượng nè. Bây giờ ta biết sao, bây giờ thoải mái mà, bây giờ level 10 mình đâu còn up cấp nữa. Đây rồi, sét đúng rồi, mày sét 3 mày chết với tao. Tao mà lên được set 3 thì tao bị quỳ xuống. À, tao mà lên được set 3 thì tao bị quỳ xuống.
Cách đứng chụp nhảy lên. Chụp nè, giọng xuống nè, ui. Một giọng mất màu, quá đỉnh luôn anh trai ơi, quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Wow, 38 máu hả? Cũng được, y đây rồi, Morgana 2 tốt nè. Rồi Kai'Sa, nếu mà Kai'Sa thì mình đưa đồ cho Kai'Sa luôn chứ nhờ. Mà sao cái ấn này roll nó tầm, nó ra ấn tầm bậy không vậy? Nãy giờ tao cần ấn Long Dương mà không có. Ồ, nghe xạo thật sự luôn. Nãy giờ ấn Long Dương, còn không bây giờ cho ấn Hiền Giả cũng được. Ơ quên, nhà ờ Hiền Giả hoặc là Quý Nhân, cái nào cũng ngon hết. Cái nào cũng ngon hết. Tự nhiên cái lên bài lên được sướng không? Đó, cái này thì đều đưa ai, chắc chắn là phải đưa cho Kai'Sa rồi. Kai'Sa cầm cái vô cặt kiếm này đó, chút xíu là được thì ghép cho nó cây kiếm, cho nó cây Sujin để vô nữa là tuyệt vời. Có xạ thuật sư luôn nha bro. Bài này có xạ thuật sư luôn nha, đó cho nên là hai xạ thuật sư thôi nhưng mà cũng đủ dùng, đủ dùng nha. Ok ok, được chưa, được chưa, ngon. Rồi tiếp theo mặt ảnh nữa, sao tụi này nó ra ấn tào lao dữ vậy ta. Ra mặt ảnh là cái gì, bây giờ ra là Quý Nhân nè, Hiền Giả nè, Long Dương nè, ba cái đó mà cứ tới cho tao, đừng ra tầm bậy nữa. Rồi, đừng ra những cái khác nữa, tao không có lấy đâu, tao để cho mày roll tới chết luôn á. Bây giờ ra Long Dương cũng ngon, Long Dương thì kích hoạt ba Long Dương cũng được, còn không Hiền Giả thì bây giờ là hai Hiền Giả phải không, chút xíu là ba Hiền Giả. Tại vì Diana vô nữa là nó thành mà hai Hiền Giả. Rồi bây giờ ba Hiền Giả thì đằng trước nó có thêm hút máu thôi, nó lại ngon, đằng sau thì có thêm sát thương phép. Ok, thôi pháp sư nữa, lại hồn, tao cũng sợ tụi bay luôn. Đồ việc khổng lồ nghe có vẻ hợp lý nha, nếu mà việc khổng lồ đưa cho con Kai'Sa thì sao. Cũng được, tạm. Chứ giờ đồ đâu nữa ghép, bây giờ lấy gì, lấy một là lấy mua móc, mà mua móc đằng trước thì hết rồi, lấy cái này cho con tăng, quên cho con đam thôi, nó đam tới công chuyện. Mà có cái là hồi mana hơi chậm nha, hồi mana hơi chậm nha bro. Morgana ra dữ đấy. Morgana đây, thêm set vô và chết rồi, set 3 tụi mày chết, set 3 tụi mày quỳ. Trời ơi, set 2 mà nó đá như vậy rồi thì set 3 nó đá vô họng mày thì còn cái gì mà nói nữa. Set 3 nó đá vô họng không, con set 3 nó không có đá vô họng mà nó gom lại, nó nâng tạ xong nó giọng vô họng chứ mà nó đá vô họng nha bạn. Lee Sin mới đá vô bạn họng của nó. Morgana luôn, ôi chị ta lại ra ấn thần tài, nó mới điên khùng gì vậy trời, ảo thật. Tôi nhìn hai cái cọc kìa bạn, coi hai cái cọc máu nó đã chưa. Hai cọc máu nó đã chưa, quá đã luôn. Mày Kai'Sa, Diana, Lee Sin 2, giờ cần Hiền Giả không ta, hay là mình lấy ấn Hiền Giả nha. Chứ Lee Sin 2 đi, bỏ ra đi, lấy hai Hiền Giả vẫn ổn. Lee Sin bây giờ dù gì cũng không có đồ, cho nên là nếu bây giờ đưa Lee Sin vô thì cũng chẳng có ăn thua lắm. Bây giờ bán Lee Sin được mớ tiền, xoay để trên người Lee Sin cầm một món đồ nữa. Để cho ra nó roll. Đấy, ngon chưa? Ngon chưa? Quá đỉnh luôn. Ui giời. Nó lại tuyệt vời luôn. Quá tuyệt luôn chứ gì nữa bạn. Nó xong đấu hoài luôn, khùng hả? Nó xong đấu hoài luôn á. Ây da. Set đây rồi. Nghe có vẻ thơm nhờ. Ồ, nghe có vẻ thơm, dễ sợ. Ui, lại set. Đây rồi. Thời cơ chín mùi. Đừng thằng nào ôm của tao. Để tao. Đừng thằng nào ôm của tao nha. Nhưng mà không biết là chưa chắc gì nó đã không ôm đâu bạn. Mấy thằng này nó điếm lắm. Dễ gì mà nó không ôm. Sơ hở là nó thấy bạn mà nhiều là nó bú liền chứ ở đó mà dễ gì thiệt. Ây da, trời ơi, nó gặp lại con ID này nữa, con ID quỷ này thiệt luôn.
Lee Sin nó đá chết trên không luôn mà. Ác thiệt. Con Lee Sin nó chết trên, nó đá con Seth chết trên không luôn mà. Trời đất ơi. Ôi Morgana. Morgana. Đồ mẹ lấy luôn rồi, chết tôi thiệt. Shit. Con này là con UD chứ không phải con set hả? Trời ơi, bây giờ mình lượm được một con set vô xoay một phát là hết bài luôn á chứ nhờ. Ồ. Lúc đó thì hết bài luôn á chứ, được quá luôn. À, bây giờ thì có quý nhân rồi, cho có ấn quý nhân để vô lấy ba quý nhân cũng được. Nào. Set đi. Không có. Không có nha mày. Ồ đó. Đó bắt đầu nó không có nè. Iya Morgana. Mua Morgana luôn. Rồi mua Morgana luôn. Ok. Không có luôn. Từ 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 từ. Ây da thằng ông cố này. Không ở này chưa. Này chưa ôm. À thằng này không ôm à. Ôm gì hết. Thấy hai con kia nó tưởng nó ôm định mệnh nhưng không. Ok. Được. Sao chịu nổi. Sao chịu nổi. Năm cao cường, năm cao cường nha bro, năm cao cường. Khỏe phải, cái năm cao cường nó giọng cho thì khác nào là gọi là ngọc vỡ đá tan đâu. Đúng không? Rồi ghép cho Morgana kê này luôn, đúng rồi, quá hợp lý luôn. Rồi đưa cái đồ này qua đây cho nó nhảy, nó nhảy vô đội hình đối phương càng đông càng tốt. Ba quý nhân nữa chứ cho nên nó trâu. Rồi đó, đưa hết đồ vô đây để cho con Morgana này nó giật chút xíu. Rakan. Trời ơi, không có nha bro, không có nha. Không có set nữa. Ghê vậy ta. Rồi nè, nắm đầu nè, giọng vô ngay, ta đứng ngay chính giữa đây thì mày chết rồi. Nè, giọng nè, đi nè, đau chưa. Mỗi thằng mà mất nhiều đó máu thì thôi. Khủng khiếp. À, mỗi thằng nó mất nhiêu đây máu thì sao, trời ơi, xét nó giọng cho thì thôi luôn. À, nát con mẹ nó người luôn á chứ. Lên đồ luôn, lên đồ em lên đường. Cố lên. Bây giờ hết thì quái xoay ra hai con xét nữa thì xét ba. Xong. À, hết bài luôn á chứ, đúng không? Nghe là thơm phức liền. Đâu cái đồ gì, đâu rất đồ gì đây. Ồ bây giờ mình tự nhiên nó cho mình một cái máy nhân bản. Máy nhân bản mà nếu mà 5 tiền á. Thì thôi. Xin lỗi nha, pha đó là có thể là pha kết thúc của trận đấu này luôn. Ui. Gì nữa đây. À, căng nha, từ từ nha. Áo choàng đi, lấy áo choàng đưa cho con Rakan. Đúng rồi, Rakan ơi. Thằng quỷ này nó âm một set rồi. Ôi thằng ông cố này. Thằng Lai nè, Mai, U Mai gì nè. Nó ôm một set trong người rồi kìa. À, nhưng mà mày gặp tao dáng này là mày đi rồi. Mày không có cửa đâu, mày ôm set nữa đâu con. Lần này mày nhả set ra cho bố mày. Morgana, trời Morgana 3 cũng được. Morgana 3 cũng được. Cũng được luôn nữa. Dễ gì ăn được bạn, dễ gì ăn được mình bạn. Ôm giữ vô, ôm đi. Ôm nè, đi nè, đi nè. Ôm nữa đi. Trời đất ơi, cho mày ôm nữa. Xôi thằng kia còn hai máu á, what the fuck, tưởng đi luôn rồi chứ. À, nó gặp mà gặp cái bóng của mình các bạn, thua phát còn hai máu á. Ôi giời, căng vậy. Hiền giả thôi chết tôi rồi. Morgana. Không có. Morgana, Morgana, set. Trời nó không có. Morgana, set, Morgana. Trời ơi, nó không có. Thôi đi rồi. Mẹ xui dữ trời, hai con luôn mà không có con nào có cửa lên hết. Morgana cũng không có và set cũng không có luôn, là sao vậy bro? Trời đất ơi. Giọng nè, trời ơi, nó đã dễ sợ luôn. Ôi ôi set, set 2 trời mà bạn thấy nó đấm ghê không? Ác. Ok anh em đang xem lại cho mình một like.
Ai chưa muốn đăng ký thì muốn đăng ký ủng hộ channel mình nhé. Comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Take a body's high.